Yo, hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình là Tụ Tử Đường Phố đây, rất vui các bạn ạ. Xin chào tất cả anh em của game kho báu huyền thoại nha, lại là mình đây Tụ Tử Đường Phố đây, rất vui các bạn ạ. Ok, quay lại clip ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series code của bên kho báu huyền thoại tiếp nha các bạn nha. Hôm nay thì bên game lại mới ra một code mới, anh em có một code à? Buồn thật sự ạ. Không nhưng mà được cái code này ngon anh em, nó ra một code nhưng mà lại một code có ý nghĩa nhá. Mình thấy quả code này được đó anh em chứ không phải là không đâu. Ok, trước khi vào video thì chúc anh em xem video về đừng quên like và share theo đăng kênh nha, đăng ký bên phải mình sẽ cùng người rất nhiều. Giờ không để mất thời gian của anh em quá nhiều. Nhất là những bạn đang vào hóng code. Ok, giờ thì mình sẽ đi nhập code luôn ạ. Bên game nó mới ra một code. À tiện mình cũng đang hỏi luôn vì rất là nhiều tất thực quan trước khi vào nhập code mình hỏi luôn một vấn đề. Chứ không bao nhiêu bác nhìn xem code xong mấy bác lại đi mất lại buồn ạ. Đó. À, mình thấy rất là nhiều anh em yêu cầu mình làm thêm về game kho báu huyền thoại đúng không ạ? Thì thật sự mình muốn hỏi anh em một câu là các bạn muốn mình làm về vấn đề gì ạ? Xem đội tướng hay như thế nào thì mình cũng mới qua, mình cũng chưa hiểu lắm về game này anh em, giờ có qua thì cũng chỉ review tướng thôi, mình thấy tướng nào hay hay thì mình review trong mấy bữa thôi các bạn, chứ thật sự là mình cũng chưa biết nhiều quá về game này các bạn đó. Thế là mình muốn hỏi ý kiến của các bạn là anh em nếu muốn mình review thì anh em muốn xem cái gì đó, các bạn thử cho mình biết để mình có thể có hướng để mình làm ạ. Ok, cảm ơn nhiều nhá. Còn đây là code của anh em này, đây code mới anh em đây, D08C110E15191 à anh em. Với cái code này thì anh em nhận được 5 mét vàng, 500 kim cương và một dương chọn thuyền nữa. Chiến hạm đấy anh em, đó. Ok, đó, nguyên cái code là chỉ có nhiều đấy thôi anh em. Ok, nhưng mà có vàng là ngon rồi anh em, chúng ta lại có để đăng đồ rồi. Mày đăng đồ cho cháu nào. Bơ. Lên lên dạng này là dạng pool chưa ta? Chưa pull à, còn lên được nữa à? À tiện mình cũng đang muốn thấy nhiều anh em, có nhiều bạn có ạc này thì mình không biết là có anh em nào có ạc khủng khủng không. Ạc mình đây mới có bao nhiêu, 3,1 triệu, có bác nào ạc 7-8 triệu hoặc 10 triệu không, nếu có thì cho mình xin mình mượn làm video với, cảm ơn nhiều, có lòng thì cho mình mượn nhá, còn nếu không thì thôi. Đấy, không khi người ta bảo miễn cưỡng mà. Ok, đã bạn nào có lòng thì có thể cho mình mượn thì xin cảm ơn rất là nhiều. Ui úp lên phát, ủa cái này mình theo này úp nó không lên chỉ số như các bạn nhầm. Cái này cũng là bữa mình tính hỏi các bạn mà mình quên mất. Thường nếu là úp lên thế thì nó sẽ tăng chỉ số đúng không anh em? Đây úp lại không tăng chỉ số nào tao ta. Khó hiểu. Úp đồ cho cháu này đi. Này úp đồ cho cháu này đi các bạn. Một món. Hôm nay úp đồ cho con này cho xong đi anh em. Nâng lên luôn chơi luôn. Này lần cho ai lên chơi luôn. Katakuri. Con này mạnh lắm đấy. Đùa đâu. Hết thể lực à? Ô đây này, lượt quét đầy đây này. Ui, nó lừa mình, thế là nó lừa mình các bạn. Từ từ, bánh mì à? Bánh mì thì mình không thiếu. Tưởng cái gì chứ bánh mì mình không thiếu rất là nhiều luôn. Đùi gà các kiểu trong túi. Này, trời ơi. Một phát, có mà dùng đến sang năm cũng không hết các bạn. Hai phát, ôi trời ơi. Tưởng cái gì, cái này nhà anh nhiều lắm. Cái nào nó khó khó đi, game này dễ quá. Đây rồi, xong tiếp tục món số 2. Một phát nữa. Hôm nay là cố gắng úp chỗ này cho xong anh em. Một món, hai, ba. Đấy, hôm nay cố gắng nâng cháu Katakuri này về đội. Thế tướng này nhưng cũng phải tướng ngon đấy, thế nhiều anh em cũng chơi mà. Tiếp tục. Tiếp tục. Mình thì mình mới qua đây chơi, mình cũng chưa hiểu cách sắp tem lắm, nói chung là đang tìm hiểu anh em. Nói tìm hiểu nhưng bữa nay mình cũng hơi bận, mình không hay chơi được mấy, nhưng mà mình thấy chơi thì nói chung thì thấy hay. Vì game mình thấy cũng không có quá nhiều, ngoài việc anh em nâng cấp cái quốc nhập cốt nâng cấp lên thì anh em đi chiến hàm với nhau đấy là cũng vậy. Đó. Vì cơ bản chắc cũng phải chơi bên Việt, cái mới game thể loại game nào game anh em muốn chơi với các bạn muốn trải nghiệm được đâu á thì các bạn phải trải nghiệm bên Việt á. Lời khuyên chân thành. What? Đùa à? Sao sao 10 lần mà không ra ta? Đây mà sao không không đủ à? Chả rư rồi chứ nói sao không đủ. Kỳ lạ. Úp nào. What? Còn phải lên tầng nữa à? Lên tầng nữa thì càng đét rồi. 15 à? Ui.
Quả này thì lại ngốn kim cương rồi các bạn. Quả này thì lại ngốn kim cương rồi. Xong cái mũ, giờ đến lại đến cái áo. Uầy, nói nhiều chứ các bạn. Sợ thật sự ạ. Uầy. Hơn 1k xếp của tôi, à quên, hơn 1k đùi gà của tôi đi bằng sạch luôn anh em. Sợ thật sự ạ. Nó ngốn như máy luôn ạ. Hết đùi gà luôn rồi. Trời, hết đùi gà luôn rồi các bạn. Uầy, đùa à? Hết đùi gà rồi. Nâng lên được có 1% thôi. Con Katakuri này nó ở dương nào ta? Xem cho này có dương nào không? Nâng nâng cho nó phát các bạn. Mình cũng đang cần nâng cho Katakuri này lên. Mấy dương A này bỏ đi. À rồi, hôm bữa mình có tiêu 20k kim cương anh em. Chưa đấy, đây. Katakuri đây đúng anh em. Một mảnh. Nó đang thiếu bao nhiêu mảnh nào? Để mình xem lại xem cho nó đang thiếu bao nhiêu mảnh. Một lần nữa là đủ anh em. Một lần nữa là đủ mảnh cho nó lên luôn. Đấy, hôm nay để Katakuri lên luôn nha các bạn nha. Đây. Katakuri. Có bố dâu trắng nhưng mà bố dâu trắng mình chả chơi. Mình chưa chơi bố dâu trắng anh em. Giờ để cho ai lên đó. Úp sao. Rồi, sao ngon lành. Uầy, nhìn chỉ số nó lên kìa. Đá thật sự các bạn. Giờ thì lấy mảnh cho nào vào cũng được à. Đây đi, bố mình ngay vào anh em. 1k kim cương với 5 triệu vàng à. Uầy. Úp lên sao, bắt đầu lên sao, lên trăng đây đúng anh em. Đấy, úp lên sao, lên trăng đây đúng không? Khó khăn nhờ. 116k lực chiến. Lên bảng xếp hạng luôn, online. Còn thừa úp cho nốt cho này đi anh em. Còn thừa thì úp nốt cho này, nhưng không đủ vàng rồi. Uầy, tài nguyên ngốn ác quá. Đi giao tranh phát nào. Xem nào, thay ra bỏ vào. Giờ mới có 589k thôi các bạn. Mình mới có 589k thôi. Bạn này cũng 592k này. Vẫn muốn đánh vào top trong hơn anh em. Cho xin một lần vô top trong đi. Trên 100 là được rồi. Không có bác nào được chiến thấp thật à. À đây anh em 94 này, 555k này. Chiến luôn đi. Đó, mình lại sợ đâu bạn quá cơ. Ôi thôi, lại xong rồi. Bị đồ bạn xử đẹp rồi. Toàn thật sự anh em ạ. Phân nhau chỗ nào ta, cái thuyền à? Đồ bạn hơn mình ở thuyền à? Có khi nào anh em? Ui, trông thế mà cháu Katakuri của mình trông thế mà nó lại khỏe nhất đấy anh em. Đùa, đẩy cho nó lại nên khỏe nhất giờ. Con này đang bị ép ngọc cùi mà ngọc con này dùng ở đâu? Ngọc xịn đồng hàng các bạn, ngọc 6 nhá. Ui, trong khi đám này mình đang dùng ngọc 5 ạ. Con này chơi nguyên bộ ngọc 6 này. Trang bị hai món, nói chung là vẫn đang thiếu cái này anh em. Ô, úp cái này nữa à. Được của nó đấy. Ui, thế là bữa nay tập trung nuôi cháu Katakuri là lên anh em. Cho nó gánh tem gánh tim, mình thấy hợp lý đấy. Hôm nay gánh tem gánh tim có vẻ nghe được đấy anh em. Được của nó đấy anh em. Được thật sự ạ. Ui, trông thế mà khỏe thế nhờ. Shop nào, xem có gì mua không. À đây rồi anh em, đây đồ nó bán cho này. Đấy. Lâng lên cao càng lúc càng khó khăn nhờ. Giờ thiếu nhất vẫn là vàng các bạn. Vào đánh được nữa không nhỉ? À đánh được nữa này. Thế thì cố gắng lên lại anh em. 123. 118 đi. 518 anh em. Chả lẽ này không ăn lại được. Thua một trận thì chả thua hai trận. Ô, mình auto rồi mà. Mình auto đúng không? Uầy, Katakuri mình nói chung là vẫn là bá nhất anh em. Uầy. Đùa.
Nói chung là vẫn chất lượng anh em. Mình vẫn thấy có gì đó sai sai anh em, mình cần phải thay đổi lại vị trí một tí. 477 này trời ơi, trẻ này không ăn được. Không đổi được vị trí nó nhờ. Thằng cầm kiếm nó cũng lên đứng đầu. Rồi cho thằng cầm kiếm lên đứng đầu đi anh em. Giờ đổi sang chết tem nhảy đi, xem có hơn không. Chủ bên bởi bạn này dùng Luffy rồi. Luffy gen 4 rồi anh em. Đúng rồi, hay quá em ơi. Hay quá. Hay quá em trai. Hay quá trời luôn. Hai thằng này đấm nhau đấm mít hoài trời. Tôi đánh nhảy đến bao giờ? Đánh hết thế, đến hết thời gian thì thôi à. Hai thằng nó cứ đấm nhau đến bao giờ hết thời gian các bạn? Khoảng 4 phút 13 giây nữa đấy hả? Ô đùa đánh nhau chứ. Hai làm thế bao giờ? Hai thằng này nó vui tính nhỉ. Ô nó đợi hết thời gian thật kìa các bạn kìa. Không nhưng mà thấy Katakuri vẫn là một cái bức tường gì đó đánh vẫn ok hơn nha các bạn nhá. Em mình chắc phải chấn chỉnh lại anh em cho gen 4 lên nữa. Cái này có hoán đổi anh em, có kiểu truyền á, truyền từ tướng này qua tướng khác anh em, có không chỉ mình cái. Mình đang tìm hiểu xem có truyền không chứ giờ mà nuôi lại thì ốm nó người. Nhưng vừa bây giờ truyền được, truyền từ mấy cháu này trên này qua cho mấy cháu kia là có vẻ ngon hơn anh em. Hợp lý đấy, nếu mà có anh em chỉ mình với nhá, có truyền không? Mà tập này biết còn bác nào xem video không, nếu có bác nào xem nếu mà có thì chỉ mình với nhá, cảm ơn rất nhiều. Có truyền hoặc thu hồi tướng được, kiểu thu hồi tướng cũ xong rồi để nâng qua tướng mới đấy anh em, có chỉ mình với nhá. Ok, cảm ơn rất nhiều. Còn video hôm nay thì chắc xin phép kết thúc. Ô còn nhiều bản quay nhỉ, để làm sao quay anh em. Sao làm cái test nhân phẩm bản quay này được. Ok, clip này thì xin phép kết thúc thôi. Hẹn gặp lại một clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nhá.